Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 10 vừa qua, huyện Triệu Phong long trọng tổ chức lễ khánh thành công trình khu lưu niệm đại tướng Đoàn Khuê tại thôn 1, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí đại tướng Đoàn Khuê. Khu lưu niệm đại tướng Đoàn Khuê được xây dựng trong khuôn viên 7.500m2 của gia đình đại tướng ở thôn 1, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong với tổng mức đầu tư 9 tỷ đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh và gia đình. Đây sẽ là nơi lưu giữ những kỷ vật, ảnh tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của đại tướng Đoàn Khuê. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, sau khi đồng chí Đoàn Khuê qua đời, với công lao to lớn của đại tướng, đã nhiều lần cấp ủy, chính quyền xã Triệu Lăng trao đổi với gia đình về việc xây dựng khu lưu niệm cho đại tướng. Tuy nhiên, theo gia đình, trong di nguyện của đại tướng khi sinh thời là khi ông qua đời, ông cũng như những người đảng viên cộng sản khác. Cũng nhiều lần như vậy, xã cũng đề xuất, rồi là cấp ủy chính quyền, bà con nhân dân làng đề xuất muốn xây dựng một khu lưu niệm hoành tráng. Nhưng mà tinh thần là như di nguyện của đồng chí đại tướng là một đảng viên. Cho nên nhiều năm liền là không xây dựng. Nhưng mà năm nay vì là một kỷ niệm 100 năm. Cho nên là cũng nhiều ý kiến và được sự quan tâm của tỉnh, của huyện, của quốc phòng, cho nên hôm nay đã hoàn thành cái công trình để mục đích để giáo dục cho truyền thống sau này. Cán bộ và thương binh ra Bắc. Một câu chuyện khác do ông Đoàn Thúy, em trai của đại tướng Đoàn Khuê kể lại. Duy nhất là một người con là anh Khuê thì có một cái đặc điểm là anh rất là nghiêm. Tức là anh em gặp nhau chỉ nói chuyện gia đình thôi, chứ nói chuyện về công tác không bao giờ nói chuyện. Không, cho nên không biết được về nhau cái gì. Thế mà thì có chủ yếu là chỉ hỏi chuyện gia đình, sức khỏe, rồi cười. Nhưng mà ông rất là quan tâm đến các em. Đấy là cái đặc tính của ông Khuê, tức là cái việc gì mà của nhà nước giao cho ai thì người cứ thế mà làm. Không có đâu mà trao đổi trong gia đình. Qua hai mẩu chuyện nhỏ này, chúng ta hiểu thêm về chân dung đại tướng Đoàn Khuê là một người cộng sản. Trong giải bài toán lợi ích của đại tướng Đoàn Khuê luôn thẩm nhuần quan điểm tư tưởng, dĩ công, vi thường, luôn biết đặt lợi ích của đảng, của dân tộc, của nhân dân lên trước hết, trên hết. Ôn cổ tri tân, kỷ niệm 100 năm ngày sinh đại tướng Đoàn Khuê để nhắc nhở, tôn vinh công lao một người cộng sản. Đồng thời, ngày nay khi mà trong nền kinh tế thị trường, vấn đề lợi ích được đề cao trong xã hội, thì cuộc đấu tranh về lợi ích ngày càng hiện rõ, căng thẳng và quyết liệt trong mỗi con người đảng viên. Do vậy, trong bất kỳ trường hợp nào, cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ đảng viên nhất định phải giữ nguyên tắc, đúng quy chế như tấm gương của đại tướng Đoàn Khuê.